Một cân củ gấu lấy hai lạng ngâm với muối, mỗi thứ hai lạng, hai lạng ngâm với đường rồi. Xong hai lạng ngâm với nước đái, hai lạng ngâm với gừng giấm ấy. Xong hai lạng ngâm với gì nhỉ? Đường muối giấm, đường muối này, giấm gừng. Này gừng này, rồi có gì nữa? Đường muối giấm gừng nước đái rồi, hết năm rồi, hết năm được. Sau khi một tuần ngâm được năm cái thứ đấy rồi, trộn lẫn với nhau, làm cho nó trắng ra, xong rồi mình làm cho hết lông đấy. Xong rồi mình vò cho nó hết cái lông đi, cho nó sạch ra, sạch đi. Xong rồi phơi khô, sao xong vàng tán bột, phơi khô này, sao vàng này, tán bột này, tán bột rồi, được rồi. Bây thế giờ có bột rồi, bây giờ có bột rồi, vâng. Xong rồi mua cái cao lạc tiên, mua cao lạc tiên ngoài hiệu đông y, và ít mẫu đổ nó vào. Trọng lượng bao nhiêu vậy? Tùy mình làm xong nó như thể bột mì để mình làm như viên, như thể bột mì, vâng, trộn vào để làm viên. Xong rồi mỗi ngày thế mà muốn làm viên thì anh đóng vào cái khay, vâng, vừa bằng viên thuốc thôi. Vâng. Thế ra bao đanh lấy cái chai anh, cái vâng, khay nó như này, vâng, tán này, tán bột vào. Xong anh lấy cái như cái nắp bút, như ngoại hình chữ V. Vâng. Anh chấm thì nó bắt đầu nó tròn. Vâng. Đấy, ví dụ cái nắp bút như... coi như đây là cái nắp bút. Vâng. Nhá. Nhưng mà anh làm theo kiểu thế là làm miếng đồng ngoại hình chữ V để vâng, khi anh chấm thì bắt đầu cái nào là hình của viên thuốc anh chấm lên, bắt nổi lên là viên sida. Vâng. Lên đây là bắt đầu tự nhiên nó động, tự động nó ra. Vâng. Làm cái khay. Vâng. Độ dày nó tùy. Vâng vâng. À xong rồi. Anh khỏi hơn với viên. Vâng. Xong rồi mỗi ngày uống 15 viên như vậy. Sáng 5, 15, chiều 15. Sáng 15, chiều 15 mà an toàn. Nếu không anh bom viên thì tùy anh. Vâng. Trước khi ăn được mà sau khi ăn được. Vô hại. Cao quá. Kinh nguyệt rất là bảo đảm. Vâng, kinh nguyệt đều. Cho mấy viên sắt nữa. Vâng. Mấy vị viên sắt nó bổ máu. Vâng, cho mấy viên sắt nữa. À, mấy cái vị sắt. Vâng, vâng. Màu dịch nó bán hết. Vâng, vâng. Mình lợi dụng của nó. Vâng. Để mình làm. Vâng. Mà chủ yếu là cái củ đấu bổ sung vào cái kia. Vâng. Nên mình khỏi phải đi kiếm những đài cứu rồi linh tinh các thứ. Vâng, vâng. Thì chắc ba việc là nhất là nó trong cao lạc tiên nó có cả. Cao lạc tiên. Nó có cả. Nó có cả. Dạ, vâng. Thế là khoảng trọng lượng bao nhiêu cao lạc tiên này? Không có trọng lượng. Vâng. Anh cứ đổ vào làm sao anh nó dẻo như bột mì, dẻo để anh làm viên nó có thể xoay. Vâng. Làm viên được như bột mì người ta. Vâng. Làm bánh. Vâng. Mì thế bắt đầu anh đi làm cái khay. Vâng. Cái độ dày nó là tùy theo. Vâng. Viên thuốc. Vâng. Thế là anh bắt đầu giải nó ra đây, anh lấy cái chai anh cứ như anh lăn. Vâng. Ép nó xuống này, lấy cái bút anh chọc. À, bút chọc là thành viên luôn, thành viên luôn. Vâng. Nhưng mà chọc này thì nó không ra được. Vâng. Cho anh phải lên chỗ hàng đồng làm cái phễu nhỏ nhỏ này. Vâng. Nó hình chữ V thì vâng, khi anh chọc đến đây là hình của viên thuốc lên thì ra đây nó cứ đùn lên, nó lên xong rồi mình dốc ra là được rồi. Vâng. Mà viên thuốc rất là đẹp. Vâng, có hiểu hiểu đấy. Đấy, có hiểu rồi, theo thủ công à, đúng không? Rồi.